và cũng là quyết định trận đấu. Và Da Silva đứng trước quả đá phạt, lấy đà, cú sút vào. Như vậy là đúng vào phút đã bù giờ thứ hai của hiệp 2. Da Silva sau khi ghi bàn một cách lạnh lùng, một cú sút hiểm hóc chìm và không cho thủ môn Phạm Văn Tiến một cơ hội nào. Vừa rồi thì Da Silva đã rất khôn ngoan. Hàng tấn công của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai chờ đợi rất nhiều vào những cái tên. Dứt điểm. Như vậy là đã có tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một cú sút rất tốt của Huỳnh Văn Thành, không có một chút cơ hội nào cho thủ môn Văn Tiến. Được chuyền dành cho Văn Thành, khoảng trống dành cho Vũ Văn Thành. Cái này và đó là pha lập công của Văn Toàn. Công bằng mà nói thì thế trận trước khi bị nhận bàn thua trong pha bóng này thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có được một thế trận. Rất thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, họ tấn công rất hiệu quả và cứ dứt điểm là ghi bàn. Kỳ ấn tượng của Hoàng Gia Lai, đường truyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức, và Văn Toàn đã thiền một cú duỗi mù trong khu vực 16m50 đánh bại Bùi Tiến Dũng của Hoàng Gia Lai. Đường truyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức, và Văn Toàn đã thiền một cú duỗi mù trong khu vực 16m50 của Hoàng Gia Lai. Đường truyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức, và Văn Toàn đã thiền một cú duỗi mù trong khu vực 16m50 đánh bại Bùi Tiến Dũng.